Vâng, chào mừng quý vị, chào mừng tất cả các bạn cùng trở lại kênh YouTube Hội Những Người Yêu Cây Bonsai Nguyễn Tâm. Hôm nay Hội Yêu Cây Bonsai Nguyễn Tâm xin chia sẻ với quý vị và các bạn về ý nghĩa phong thủy, kỹ thuật trồng chăm sóc nhân giống hiệu quả đối với cây dứa nến cảnh, mang lại nhiều tài lộc và may mắn cho gia chủ. Trên màn hình mà quý vị và các bạn đang quan sát là hình ảnh cây dứa nến cảnh, hay còn gọi là cây ngôi sao, cây phong lộc hoa. Việc trồng cây dứa nến cảnh từ lâu đã trở thành một xu hướng tất yếu của cuộc sống, phong tục tập quán của người dân Việt Nam. Đặc biệt trong những năm gần đây, cây này trở nên yêu thích và ưa chuộng vô cùng, rất được nhiều người tin tưởng và lựa chọn trồng loại cây này. Theo các chuyên gia phong thủy thì cây dứa nến cảnh mang lại nhiều tài lộc và may mắn cho gia chủ. Ngoài ra khi quan sát cũng như là khi trưng bày thưởng ngoạn luôn mang lại một cảm giác dễ chịu, thoải mái sau những ngày làm việc mệt mỏi. Bạn có thể đặt chậu cây dứa nến cảnh ở bàn tiếp tân hay cửa sổ phòng khách và cầu thang qua lại. Thứ hai là phần đặc điểm của cây dứa nến cảnh như sau. Đây là cây rất dễ trồng, rất dễ chăm sóc. Lá mềm mỏng và không có gai. Do có bộ lá mỏng nên không chịu được nắng gắt. Khi nhiệt độ cao rất dễ cháy lá và phù hợp với điều kiện ánh nắng bán phần, nơi có khí hậu mát mẻ. Theo nhiều năm kinh nghiệm trồng và chăm sóc của chúng tôi thì nhiệt độ thích hợp từ 18 đến 24 độ C. Do có đặc điểm cây chịu bóng mát bán phần nên đảm bảo cây xanh tốt thì các bạn sẽ để cây trong bóng râm và che bớt phần ánh nắng quá to, quá gai gắt chiếu vào. Thứ ba, phần đất trồng như sau. Đất trồng cây dứa nến cảnh cần phải đảm bảo độ tơi xốp, thoáng khí, đảm bảo độ giữ ẩm tốt. Về giá thể, đất chủ yếu là cho chấu sơ dừa, các loại phân chuồng đã hoai mục, có thể thêm củi than để đảm bảo độ thoát nước tốt. Thứ hai là về chậu trồng. Chúng ta có thể chọn chậu bằng thủy tinh, chậu sứ, chậu sành và có lỗ thoát nước tốt. Về cách trồng cây như trên màn hình mà quý vị và các bạn đang quan sát mà chúng tôi trồng, đó là cây dứa nến cảnh có màu đỏ. Theo như chúng tôi được biết thì trên thị trường có hai loại dứa nến cảnh, đó là dứa nến cảnh đỏ và dứa nến cảnh vàng. Các bạn có thể trồng và lựa chọn theo sở thích. Còn đối với việc nhân giống như sau, theo kinh nghiệm nhiều năm trồng và chăm sóc cây dứa nến cảnh thì chúng tôi thấy chủ yếu nhân giống bằng cách tách bụi. Đây là phương pháp phổ biến nhất. Khi chúng ta quan sát thấy cây chính, cây mẹ mà xung quanh đã có nhiều các cây con mọc thành bụi, lúc này các bạn sẽ tiến hành tách cây con ra để trồng. Cây con sau khi tách từ cây mẹ sẽ tiến hành trồng vào chậu đã chuẩn bị và giá thể đất như đã nêu trên. Sau khi trồng mỗi tuần nên chúng ta cho tiếp xúc với ánh sáng vào buổi sáng từ 2 đến 4 tiếng để đảm bảo cho cây quang hợp tốt. Còn đối với cách chăm sóc như sau. Cách chăm sóc chúng ta sẽ bón phân chủ yếu là các loại phân chuồng đã hoai mục, bón phân NPK liều lượng vừa phải hoặc dung dịch dinh dưỡng. Cứ một tháng chúng ta nên bón và bổ sung một lần để cây sinh trưởng tốt. Lưu ý khi cây mới trồng ta chưa nên bón bất kỳ một loại phân gì. Sau khi trồng và chúng ta quan sát thấy các đọt và chồi non mới, lúc này các bạn mới có thể bón phân. Khi cây lớn đã trưởng thành thì chúng ta phải thường xuyên cắt tỉa các lá già hư héo
thường xuyên vệ sinh lá cây để đảm bảo độ bóng đẹp cho cây. Khi cây trưởng thành, ta nên cho tiếp xúc với ánh sáng một cách tự nhiên, tránh ánh nắng vào buổi trưa hoặc là ánh nắng vào buổi chiều quá gay gắt. Các bạn hết sức lưu ý điểm như trên. Mỗi tuần các bạn nên tưới từ 1 đến 2 lần để đảm bảo độ ẩm là được, không nên để quá khô hoặc quá ẩm. Còn đối với những điểm chú ý khi trồng cây dứa nến cảnh như sau. Nếu khi các bạn trồng thấy cây phát triển chưa tốt và còi cọc, có thể bón thêm phân đạm hoặc là có thể thay đất cho cây. Điểm chú ý thứ hai là không nên ngày nào cũng tưới nước. Các bạn hết sức lưu ý, do cây đảm bảo độ ẩm tốt nhưng chúng ta không nên tưới quá nhiều nước, sẽ dư thừa nước và làm úng, rất dễ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây. Điểm chú ý thứ ba là không để ánh nắng quá gay gắt buổi trưa chiếu vào, do đó các bạn cần phải có biện pháp che chắn hoặc là chúng ta để ở những nơi có ánh sáng bán phần là được. Điểm chú ý thứ tư là không để nơi quá tối hoặc là quá bí, không thoáng gió. Một điểm chú ý cuối cùng mà các bạn phải lưu ý đó là, như các bạn đang quan sát là cây, nếu như trồng mà cây có màu đỏ thì đây là cây rất hợp với những người mang mệnh hỏa và mệnh mộc. Còn đối với những cây mà có màu vàng thì rất hợp đối với những người mang mệnh kim và mệnh thủy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên đây Nguyễn Tâm vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về ý nghĩa phong thủy, kỹ thuật trồng chăm sóc, nhân giống hiệu quả đối với cây dứa nến cảnh. Nếu quý vị và các bạn thấy hay thì hãy ấn đăng ký, like, chia sẻ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi, lắng nghe. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video mới nhất.